Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình giới thiệu về Việt Tâm và đề tài ngày hôm nay. Trong phần đầu tiên chúng tôi đã trình bày sơ lược về cái chương trình đầu tư EB5. Bây giờ khi mà nói đầu tư xin thẻ xanh thì cái chuyện đầu tư tức là làm ăn á, nói nôm na gọi là làm ăn thì nó sẽ có những vấn đề rủi ro trong đó, có thể lời, có thể lỗ hoặc may mắn là về hồi vốn. Thế thì Phạm Khanh muốn hỏi là cái chương trình EB5 đầu tư này nó có những cái rủi ro hay là không? Mà những cái rủi ro là rủi ro nào? Khoan hãy nói về cái chuyện lời. Oh my gosh, mình khoan nói chuyện chuyện hông hên trước, nhưng mà mình cũng phải nên trực tiếp giáp mặt tới cái vấn Hên là đề cái để thấy là đối lời phó. là được cái thẻ xanh rồi đó, nhưng mà giờ rủi ro thì sao? Cái thẻ xanh không có bảo đảm, À, không bảo đảm. không có hẳn là mình bỏ tiền vô cái là Là sẽ được mình đâu hên không? mình có cái thẻ xanh, mà trong vòng 2 năm đó là mình phải hợp tác với lại sở di trú USCIS rất là chặt chẽ, phải có một cái văn phòng như Việt Tâm và văn phòng của luật sư về di trú và về thuế, để mà báo cáo những cái hồ sơ qua lại, tất cả các giấy tờ con số đều phải là match, trùng hợp với nhau. Tại vì những cái công ty ma họ chỉ qua đây họ mở lên họ mướn nhân viên giả rồi họ làm bậy rồi để họ có thẻ xanh, cái chuyện lậu chuyện hư nó là rất là nhiều, mà thêm vào đó đó thì khủng bố nữa, terrorist rồi nó lợi dụng, thành ra đó là USCIS nhà cầm quyền Mỹ rất là chặt chẽ về vấn đề mà đầu tư và di trú. Cái chương trình này á, thì thật ra nó cũng không có được phổ biến lắm đâu, tại vì không hẳn ai cũng muốn đem 500 ngàn 1 triệu rồi thảy ra đất Mỹ rồi như thế. Phải gây dựng được những cái job cho người Việt mình ở đây, người Mỹ mình ở đây. Trong vòng 3 4 năm vừa qua Phạm Khanh biết mình bị thất nghiệp nhiều lắm. Thành ra là lý do mình đem đến cho cộng đồng người Việt mình được biết là tại vì là mình muốn cho cộng đồng Việt mình ở đây có được biết thêm là nếu như có những người đầu tư thì họ bắt buộc họ phải đem tiền vào đây, họ tạo job cho mình, mà job phải là bền vững kìa. Bền vững. Chứ đừng có mà một vài tháng, một vài năm, những cái tiệm cà phê, xin lỗi cái này mình cũng không có đem nói ra được, nhưng mà có những người họ làm giả rồi á thì họ bị phát hiện ra, rồi cái người họ đầu tư vô bị mất tiền, cái đó cũng nhiều lắm. Dạ vâng. Thế thì theo chị nghĩ thì làm sao để mà thứ nhất vừa đạt mục đích, thứ nhất là mình có được cái thẻ xanh cho bản thân, gia đình, rồi thì là cái thứ hai nữa là cũng xin lợi nhuận trong cái vấn đề mà đầu tư, tại vì ai cũng mong muốn cái điều đó hết. Ideally, theo tiếng mình mà lý tưởng hóa mà hoàn toàn hoàn hảo cho mình á, thì mình áp dụng được là chương trình đầu tư di trú của Hoa Kỳ, mình được cái thẻ xanh, rồi mình gây dựng sinh sôi lạc nghiệp ở bên Hoa Kỳ, rồi mình giúp cho kinh tế Hoa Kỳ phát triển, và bù lại đó thì con cái được học hành, thì cái đó là quá lý tưởng rồi. Đúng. Làm sao để đạt được cái vấn đề như thế thì là anh nghĩ đó là cần phải có những cái cơ sở thật là vững chắc, những văn phòng luật sư đáng tin tưởng, những cái văn phòng ở những cái công ty mà đầu tư đó họ có những cái projection mà solid, nghĩa là đàng hoàng đâu vào đó, con số nó backup, nó ủng hộ bởi những cái quá khứ, những cái quá trình mà họ đã làm trước mà thành công. Cái tiền á là một một vấn đề chánh trong khi mình đầu tư, nhưng mà còn á, nếu mà mình đầu tư không đúng theo những cái project đó, mình sẽ bị mất đi thẻ xanh, mình sẽ bị đi về Việt Wow, Nam vừa tiền, nó gọi là tiền mất tật mang. tật mang, Đúng tiền rồi, mất Việt tật Nam mình có mang. câu đó, tiền mất tật mang. Có một cái nữa Phạm Khanh muốn hỏi Lan Anh, đó là Lan Anh vừa nói là cái chuyện mà đầu tư nếu mà may mắn thì có thẻ xanh và đồng thời cũng tạo ra được cái công ăn việc làm. Và có một cái điều kiện nữa mà Lan Anh hồi nãy có nói là cái thời gian thử thách có thể là 2 năm hoặc là như thế nào đó. Thế thì trong cái 2 năm đó thì cái người mà muốn xin thẻ xanh, muốn đầu tư theo đó phải tiếp tục làm điều gì để chứng minh cho sở di trú thấy rằng mình là mục đích đầu tư thật sự và cũng mong muốn ở lại đất Mỹ, và văn phòng Việt Tâm có gọi là đồng hành đi cùng với họ mà trong suốt 2 năm cho đến họ đạt cái mục đích cuối cùng là lấy được cái thẻ xanh hay là không? Văn phòng Việt Tâm là mục đích mình mở ra để mà giúp cho các thân chủ như thế đi từ bước đầu cho đến bước cuối. Thành ra đó khi mà đến văn phòng Việt Tâm á, thì mình có một cái buổi giống như là phỏng vấn vậy đó. Như mình hỏi, tại vì không phải thân chủ nào cũng thích hợp làm việc với văn phòng của Việt Tâm. Có nhiều người họ có những cái đầu óc đầu tư vào một cái vấn đề khác. Ví dụ một thân chủ đến văn phòng là anh, thì nói là tôi ở bên Việt Nam, tôi làm về
thực phẩm gia súc và thêm vào đó thuốc cho các gia của các súc vật ở bên Việt Nam. Thì tôi muốn qua bên Mỹ, tôi bán những cái hàng đó. Thì bên đây FDA rất là chặt chẽ, rồi họ chỉ muốn cái món đó thôi, chỉ muốn qua Mỹ, rồi tôi đầu tư vào đây, tôi muốn mở công ty như thế. Trên thực tế, có những trường hợp mà các nhân viên chuyên gia của Việt Tâm và Lan Anh không thể giúp được. Thành ra mình đúng ra mình cũng screen, mình cũng chọn. Thì không phải là không có khó gì lắm, nhưng mà phải hợp tác với văn phòng, phải thành thực làm việc với văn phòng chúng tôi, và phải báo cáo với nhà cầm quyền Mỹ những con số tiền phải đâu ra vào đó, nguồn lợi ở đâu ra, công ty đàng hoàng. Và nhà cầm quyền Mỹ phải làm việc với bên Việt Nam mà về tài sản để mà xác định, chứ không phải là tiền ăn hối lộ, tiền cướp, tiền dơ, không sạch sẽ. Tiền không sạch đó. Mà cái đó thì rất là khó. Thành ra chương trình EB-5 mà nói về người Việt mình đầu tư bên đây rất là ít. Rất là ít, là anh gặp rất là nhiều khách đến, họ nói tôi có tiền, tôi muốn. Trên thực tế đếm trên đầu ngón tay thôi. Tại vì họ đem tiền mà họ không có kiểm chứng được. Rồi kiểu người Việt họ không giữ giấy tờ, tiền thì xách vali, rồi ở đâu ra. Những cái đó mình không có muốn làm việc, mình không muốn dính tới. Mình chỉ làm đàng hoàng theo nhà cầm quyền nước ngoài Mỹ và các nhà đầu tư nước ngoài. Mình đối xử với họ như mình đối xử với người đầu tư ở bên thiệp khác. Ở bên Korea, ở bên như là mình đã nói trước rồi đó. Giấy tờ hồ sơ phải đàng hoàng, hợp lệ anh. Cảm ơn Lan Anh. Thưa quý vị, chương trình EB-5 tức là đầu tư để mà xin thẻ xanh tại Mỹ, đầu tư xin hai cái nó phải đi liền nhau vậy. Luật đó, quyền lợi đó, nhưng vấn đề còn lại là phải có những người thật sự và gọi là qualify cho cái chương trình thì mới đạt được cái mục đích đó. Và cũng đòi hỏi là có cái sự kết hợp giữa văn phòng Việt Tâm và cũng như là những người quyết tâm mà muốn đầu tư làm giàu thật sự nơi đất Mỹ và cũng muốn định cư tại đất Mỹ này. Thì cả những cái yếu tố đó thì nó sẽ giúp cho thân chủ cũng như là văn phòng đi đến cái sự thành công cuối cùng và đạt mục đích, tức là thân chủ vừa có lợi nhuận trong vấn đề đầu tư mà cũng đồng thời xin được cái vấn đề thẻ xanh cho bản thân mình cũng như là cả gia đình nữa, phải phải không? Đó là một trong những cái chương trình phải nói là rất đặc biệt mà chính phủ Mỹ bày sẵn ra tạo cơ hội cho tất cả mọi người, không phân biệt là người Việt Nam hay là người bất cứ quốc gia nào, nếu đáp ứng được những cái yêu cầu của họ để mà cho quý vị có thể có cơ hội mà đầu tư cũng như là sinh sống tại Mỹ. Và Việt Tâm là một trong những văn phòng có thể quý vị đến để mà tham khảo cũng để giúp đỡ và đồng hành quý vị trong suốt quá trình mà quý vị đầu tư theo cái chương trình EB-5 để đạt được cái mục đích cuối cùng. 714-891-3171, 714-891-3171 là số điện thoại của Việt Tâm. Văn phòng tọa lạc ở số 9191 đường Bô Sa, số phòng là 203 thành phố Westminster, tức là cả trong cái khu chợ Á Đông đối diện với lại thương xá Phước Lộc Thọ, rất là dễ nhớ và gần gũi, vì có thể đến đây và tham khảo miễn phí hay không? Và hỏi trước là có nhiều nơi hỏi tham khảo miễn phí nhưng mà chắc là mai mốt chắc phải có phí quá. Tại vì trên thực tế nhiều người hỏi quá phải không, quá nhiều mà mới đầu mình đi từng bước rất là kỹ, mà hết ngày này qua ngày kia rồi mình tận tâm mình làm hết mọi điều, nhưng mà đến giờ chót thì có nhiều chương trình, có nhiều case mình giúp họ cũng 4-5 ngày liên tiếp, có khi 4 tuần liên tiếp. Miễn phí cũng phải có giới hạn một thời gian, sau đó chắc văn phòng sẽ có một cái lệ phí nhỏ tùy theo trường hợp, tùy theo case mình giúp được hay là mình không giúp được. Tất nhiên cái gì cũng phải đôi bên cùng có lợi, quý vị muốn cho Việt Tâm tồn tại để tiếp tục phục vụ quý vị, phục cộng đồng thì tất nhiên phải có những cái trường hợp như vậy. Nhưng đừng ngần ngại gọi cho Việt Tâm bất cứ lúc nào quý vị có những câu hỏi thắc mắc về vấn đề lĩnh vực pháp luật, tòa án, work.com, rồi như là cái chương trình EB-5, những cái chương trình mà quý vị có thể vì cái vốn tiếng Anh không đủ để mà chúng ta có thể tự mình hiểu được, thì Việt Tâm luôn có những cái người chuyên viên có những cái kinh nghiệm lâu năm và cũng đã từng làm nhiều cái hồ sơ thành công để có thể giúp đỡ cho quý vị. Một lần nữa hãy gọi cho Việt Tâm ngay nếu quý vị có những cái thắc mắc, 714-891-3171. Và chương trình ngày hôm nay thật là hấp dẫn, hy vọng quý vị sẽ tìm thấy những cái cơ hội, những cái điều mới mẻ từ cái chương trình talk show hôm nay giới thiệu về chương trình đầu tư và xin thẻ xanh tại Mỹ EB-5.
với cô Lan Anh đến từ công ty Việt Tâm. Và lần tới thì chúng ta sẽ có những cái đề tài hấp dẫn hơn nữa để gửi đến cho quý khán giả. Cảm ơn Lan Anh rất nhiều đã đến với cái chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chia tay thì Lan Anh có muốn có điều gì hoặc là chào tạm biệt quý khán giả? Mướn Lan Anh, mướn anh Phạm Khanh nhắc cho người Việt của chúng ta cái câu là tránh đừng có đến tụng đình. Nhưng mà anh nhớ là anh có cái câu đó không? Đến Việt Tâm để khỏi vào... Đến Việt Tâm tức là vấn đề gì chúng ta cũng nên tham khảo trước, cũng là bàn luận trước. Tức là Phạm Khanh hay nói cái câu mà Lan Anh thích, đó là nhất té tụng đinh, nhì đáo tụng đình. Muốn né được cái đáo tụng đình thì có thể tham khảo với những người chuyên môn trước. Cảm ơn Lan Anh rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn anh Phạm Khanh. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.